buổi luyện tập văn nghệ của đội văn nghệ Xóm Vố, xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi là một trong những hoạt động luôn thu hút đông đảo sự tham gia của các thành viên trong đội. Đã từ lâu, phong trào văn hóa văn nghệ không thể thiếu trong đời sống hàng ngày của bà con nhân dân các dân tộc trong xóm. Những bài ca, những điệu múa mang đậm những nội dung phản ánh về khí thế hăng say lao động sản xuất của nhân dân như múa ra đồng, nhớ mãi Kim Bôi, nhớ về câu hát quê hương mà các chị đang hăng say luyện tập là những tiết mục được dàn dựng trong chương trình văn nghệ phục vụ các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị quan trọng như hát mừng Đảng, mừng Xuân và lồng ghép trong các chương trình tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tới mọi tầng lớp nhân dân. Chi bộ thôn phố của chúng tôi, phụ nữ chúng tôi thì luôn luôn phát triển văn hóa văn nghệ, cứ có ngày lễ gì thì chúng tôi lại tổ chức tập để đi hội diễn và diễn ở các thôn. Chị em phụ nữ thôn phố của chúng tôi thì cứ đầu xuân thì lại ví dụ như mùng 8 tháng 3 ấy thì lại tổ chức văn hóa văn nghệ với lại Quốc khánh mùng 2 tháng 9 với lại 20 tháng 11. Thì từ những cái đấy thì chị em cũng là vừa vui văn hóa văn nghệ vừa lao động sản xuất thì cũng chăm lo xây dựng thôn phố ngày một giàu đẹp hơn. Xóm Vố xã Kim Bôi có 7 đội sản xuất với 353 hộ dân và 1.600 nhân khẩu, trong đó có hơn 70% số hộ đạt gia đình văn hóa. Một nét văn hóa khá nổi bật ở xóm Vố là phong trào văn nghệ quần chúng. Toàn xóm hiện có 7 đội văn nghệ với hơn 80 thành viên ở các đội sản xuất tham gia. Hoạt động văn hóa văn nghệ đã có những đóng góp quan trọng vào việc bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống và động viên nhân dân thi đua lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Bên thôn là sẽ thể chế cái nghị quyết của chi bộ để mà triển khai đến các ban ngành đoàn thể và tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tất cả cái công tác là văn hóa văn nghệ thể dục thể thao để xây dựng cái làng văn hóa của thôn, để thực hiện bên thôn ấy là tổ chức thực hiện là từ năm 2005 đến 2009. Trong quá trình thực hiện thì tất cả cái công tác là hoạt động ở thôn ở xóm thì các ban ngành hoạt động là đều đặn và từng bước là xóa đi những cái tệ nạn của xã hội và từng bước xây dựng cái kinh tế xã hội là trật tự an toàn xã hội ngày một giữ vững và kinh tế xã hội ở thôn xóm ngày một phát triển. Để làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, phòng văn hóa và thông tin huyện Kim Bôi luôn duy trì thường xuyên một đội thông tin lưu động, 28 đội thông tin tuyên truyền của 28 xã thị trấn với 148 tuyên truyền viên tham gia. Ngoài ra, các đội văn nghệ ở cơ sở thường xuyên biểu diễn chương trình văn nghệ, kết hợp lồng ghép để tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị địa phương. Toàn huyện có 153 đội văn nghệ quần chúng, xóm, bản với tổng số 1.836 diễn viên, nhạc công không chuyên. Trong năm 2009, các đội văn nghệ đã biểu diễn trên 1.530 buổi văn nghệ quần chúng, thu hút được hơn 7.500 lượt người xem và tổ chức thành công hội diễn văn nghệ quần chúng, thu hút được rất đông đảo bà con nhân dân đến cổ vũ và động viên, tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi, kích thích tinh thần hăng say lao động cho mọi người. Bên cạnh việc tiếp tục phát huy tích cực các thế mạnh trong hoạt động văn hóa, thể thao, trong năm qua, hoạt động du lịch của huyện Kim Bôi đã có những bước phát triển tích cực. Huyện xác định ngành du lịch là ngành công nghiệp không khói, phù hợp với khí hậu và điều kiện tự nhiên của địa phương. Năm 2009, huyện đã thu hút 93.836 lượt khách tham quan và du lịch, trong đó có 637 lượt khách quốc tế với tổng mức doanh thu đạt 18.767,2 triệu đồng. Để tiếp tục phát huy những điểm mạnh và nâng cao hơn nữa vai trò của mình vào các hoạt động lớn của địa phương và của tỉnh, ngành văn hóa, thông tin huyện Kim Bôi đã đặt ra những phương hướng nhiệm vụ năm 2010 trong công tác văn hóa, thể thao, du lịch. Trong năm 2010, chúng tôi sẽ tập trung vào các cái nhiệm vụ chính của ngành là về công tác quản lý nhà nước, về lĩnh vực thông tin truyền thông, về lĩnh vực gia đình, lĩnh vực du lịch, lĩnh vực bưu chính viễn thông, về công tác thông tin cổ động, thông tin tuyên truyền. Chúng tôi sẽ tập trung xây dựng 6 chương trình để tham gia với lại các cái chương trình văn nghệ tổng hợp để tuyên truyền ở cơ sở
mục tiêu là tuyên truyền cho các ngày lễ lớn của năm 2010 và tiến tới phục vụ tuyên truyền cho cái đại hội đảng các cấp và kết hợp với các ngành để tuyên truyền cho các cái nhiệm vụ chính trị trọng tâm đột xuất của huyện và cái công tác là sưu tầm bảo tồn các cái bản sắc văn hóa dân tộc thì chúng tôi sẽ tiến hành tổ chức sưu tầm các cái lễ hội, các cái di tích danh lam thắng cảnh để đưa vào những cái bảo tồn các cái làn điệu dân ca và các cái văn hóa phi vật thể của dân tộc, của các dân tộc trên địa bàn. Việc làm tốt công tác văn hóa thể thao du lịch đã mang lại đời sống tinh thần phong phú cho đồng bào các dân tộc huyện Kim Bôi, giúp đồng bào nâng cao nhận thức về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, và qua đó góp phần vào việc xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.